Hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa với đề tài là cửa sổ không màng. Today we will together study the word of God with a the theme of curtainless window. Nói về việc chúng ta được biến đổi qua lời của Chúa. Talk about how we are transformed through the word of God. Các lễ quý vị đã đọc qua cái bài làm chứng của Nam Quốc Trung. Maybe you have read over the wit, uh, the testimony of Nam Quốc Trung. Với cái tiêu đề là quyền năng biến đổi qua lời Chúa. With the theme of the power of trans God's transformation. Anh Nam Quốc Trung đã tường thuật như thế này. This is what Trung said. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế ở tại Hà Nội. I was born in a very rich family in Hanoi. Ngay từ khi nhỏ tôi đã được chiều chuộng và có bất cứ điều gì mình muốn. Ever since I was little, whatever I wanted, I would have. Rất nhiều người mơ ước được có cái địa vị và gia sản như gia đình tôi. Many people dream of having the position and the possessions that my family had. Nhưng buồn thay những đồng tiền và quyền lực đó đã mang không mang lại cho tôi hạnh phúc. Nhưng it's a regret that none of those things brought me happiness. Mà ngược lại chính tôi đã dùng những điều đó làm cái bàn đạp để mà phá hoại chính cuộc đời của mình. But in contrast, those things have been a stumbling block that destroyed my life. Vào năm 11, 12 tuổi, tôi bắt đầu lang thang bỏ nhà ra đi cùng với bạn bè xấu. About 11, 12 years old, I already left home to hang out with bad friends. Và vào năm 1994, lúc tôi 18 tuổi, thì heroin đã tràn vào Hà Nội. And 1994, when I was 18 years old, came into uh, in Hanoi. Cũng là lúc mà tôi chìm đắm vào nó

có để mà thỏa mãn cưng nghiện ma túy. I went on the streets to rob, to do whatever I could to satisfy my, my addiction. Và những ham muốn khác của tôi. And everything else my addiction and desires. Và mỗi lần về nhà thì tôi trở nên hung bạo, la hét, đập phá mọi thứ và biến gia đình của tôi trở thành địa ngục. And every time I came home, I would yell and beat up things and I transformed my house into a hell. Tôi đã quá khốn khổ ở trong tội lỗi. much Ngay ở tại trong tù, tôi đã cảm nhận không khí lạnh lẽo, ảm đạm và sự bất hạnh đã bao trùm ở trên gia đình của tôi. And Tự bản thân tôi không muốn sống như vậy nữa. Bố mẹ tôi đã tìm đủ mọi cách để mà giải thoát khỏi tôi khỏi cái tình trạng này. My parents tried to find all different ways to rescue me from this state. Quyền thế cũng không giải quyết được. Nothing could have so. Uh, help Tiền me. bạc cũng không giải quyết được. Power or money could not help me. Tình yêu và sự chăm sóc tận tụy cũng không giải quyết được. Love and utmost care could not help me. Riêng tôi đã cố gắng với nỗ lực của bản thân mình. And myself, I had to try so much with my own efforts. Nhưng tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Hopelessness was still hopelessness. Và tình trạng của tôi dường như là không có lối thoát. And it seems like I cannot escape from my position, my state. Hết thảy hoàn toàn là bất lực ở trước tội lỗi của tôi. Totally I was hopeless and powerless before my sin. Tôi đã vật lộn với tội lỗi như thế trong 16 năm. I fought with my sin for 16 years. trong thời gian đó tôi đã vào tù ra khám vào nơi cai nghiện 14 lần.

Gương mặt của anh có một sự người sáng mà tôi chưa từng thấy trước đây. And he had a brightness on his face that I've never seen on his face before. Anh nói về tình yêu của Chúa Giêsu. He talked about the love of Jesus. Một tình yêu đã giải thoát anh khỏi tội lỗi và biến đổi cuộc đời của anh. A love that has rescued him from sin and has transformed his life. Tôi đã không hiểu việc gì đã xảy ra. I didn't understand happening. Nhưng ngay giờ phút đó tôi đã bị bắt phục. But at that moment I was. Arrested arrest uh, uh, no but uh, convinced, convinced, convinced convinced yeah uh, tôi đã mở lòng mình và tin nhận Chúa Giêsu and i opened my heart and received jesus as my savior hôm đó là ngày 25 tháng 11 năm 2006. and that was on 11 um november 25th 2016 no uh, 2006 2006 yeah uh -huh. um uh, sau khi tin Chúa tôi được người ta tặng cho một cuốn kinh thánh and after i came to know christ um they gave me a bible Họ nói rằng lời của Đức Chúa Trời là lời có quyền năng và đây là lời Đức Chúa Trời. And they said the power the word of God is full power and this is the power of God. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. And that's all knew. Nhưng trong thời gian đó tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh. But during that time I started reading the Bible. Quý vị biết rằng một cái thằng lưu manh 20 năm sống lang thang ngoài xã hội, 14 lần vào tù vì trộm cắp cướp giật. Một lời nói ra thì có hai câu chỉ tục kèm theo. Do you know a bad person like that um wandering an addict like that for 25 years heroin? addicted heroin? Yes. heroin. Yeah, 25 years of heroin, 14 times in and out rehabs and every time I speak up the second word would be an accus word. Nhưng sau chỉ 15 ngày đọc kinh thánh thì cổ hồng của tôi ngăn cứng lại trước lời của Chúa. But after 15 days of reading the Word of God, the Bible, my throat got really um, stiff before the Word of God. Tôi không thể nào tục ra được nữa. I could not speak out of profanity anymore. And after a while, I could not find myself lying. I couldn't. And after a while, later, I could not even touch a không muốn cigarette. Nữa. I couldn't even dần drink dần alcohol. Tôi đã tìm kiểm soát được những tư tưởng xấu ở trong trí của tôi nữa. And Chúa quá yêu tôi và Ngài đã giải cứu tôi bởi quyền năng kỳ diệu của Ngài. Vì sự cứu rỗi của Chúa quá kỳ diệu và tuyệt vời ở trên tôi. Ngài đã cứu sống tôi. He Tôi đừng Tư nguyện dâng tròn cuộc đời của tôi còn lại and I offer my entire rest of my life để sống cho Chúa và hầu việc Ngài to, live for Christ and to serve Him. để giải cứu những anh em ở trong tệ nạn xã hội from in society who are suffering. những người nghiện ngập lưu manh addicts... third. third third, yeah. um, <laughs> những người lang thang tù tội And those who are just wandering from prison to prison. Những con người chìm đắm ở trong sự khốn khổ của tội lỗi. Those who are so lost and sinking in deep, deep in sin. Thưa quý vị, chúng ta mỗi người có những cái sự ràng buộc Each one of us has like a bondage. Những sự xiên xích nó trói buộc chúng ta. Chains that bind us. Những cái đam mê, những cái thói quen tội lỗi. Habits and um, desires of the flesh. Chúng ta muốn giải thoát nhưng mà chúng ta không thể nào tự giải thoát được. We want to save ourselves but we can't save ourselves. Chúng ta là những con người bất lực. We are powerless people. Chúng ta muốn yêu mến Chúa, yêu thương người. We want to love God and love people. Nhưng mà chúng ta lại Tự kỹ sống riêng cho chúng ta có những sự đam mê chúng ta muốn giải thoát mình ra khỏi những điều đó nhưng chúng ta Hoàn toàn bất lực không thể làm được. Quý vị có muốn được biến đổi bởi quyền năng chứ không? Muốn được như vậy, quý vị phải đọc kinh thánh. Chính việc đọc kinh thánh đã giải cứu anh Nam Quốc Trung. Khỏi một cuộc đời tội lỗi. Quý vị ơi có hy vọng cho quý vị. Yes, there is hope for you. Chúa yêu thương quý vị God loves you, và Ngài ban cho quý vị lời của Ngài and he gives you his word để đem cho quý vị được sự cứu rỗi. To bring you salvation. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái mục đích để chúng ta đọc kinh thánh. Mục đích được đọc kinh thánh, cái mục tiêu tối hậu của chúng ta khi đọc kinh thánh là để tôn vinh Chúa vì giá trị vô hạn và vẻ đẹp tuyệt đối của Ngài. The ultimate purpose of Bible reading is to exalt God for His infinite worth and beauty. Nghĩa là chúng ta tôn thờ Chúa vì chúng ta thấy được, kinh nghiệm được cái sự lớn lao phi thường của Chúa và sự tốt lành siêu phàm của Ngài. The reason why we exalt and worship God is because of His one, His amazing power and His supernatural goodness. goodness. <laughs> okay. Um, cái việc mà đọc kinh thánh là để làm gì? What is the purpose for reading the Bible? Có những người đọc kinh thánh để tìm được cái sự khôn ngoan. Some people read the Bible to have knowledge, wisdom. Có người đọc kinh thánh để mà biết cách ứng xử trong cuộc sống. Some people read the Bible so that they can apply it to the life. Nhưng mà việc đọc kinh thánh là để chúng ta nhìn thấy được vinh quang của Chúa. But the purpose of reading the Bible is to see the glory of God. Trong kinh thánh chúng ta thấy rằng À, người ta thấy vinh quang của Chúa cho nên họ tin. Đây là cái kinh nghiệm của các uh, tín hữu uh, cái các môn đồ của Chúa trong cái phép lạ đầu tiên của Ngài. Đây là cái dấu lạ thứ nhất mà Chúa Giêsu đã làm tại thành Cana ở trong miền Galilee và bày tỏ vinh quang của Ngài nên các môn đồ ngài tin. This is the first miracle that the Lord did when he did it in Cana in Galilee and people believed in him. So therefore they saw the glory of the Lord and then believed in John 2.11 there. But there's another point because they believe, therefore they see the glory of God. Có những người vì không tin cho nên không nhìn thấy được cái phép lạ của Chúa. Some people because they don't believe they don't see the miracles of God. Không có kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. They cannot experience his love. Cho nên nó cả hai, thấy vinh quang cho nên tin. Therefore there has takes both to see the glory therefore you believe. tin cho nên nhìn thấy được vinh quang của Chúa. And believe and therefore you see the glory of God. Lý do mà lời của Chúa được viết ra là để chúng ta có thể thấy được vinh quang của Chúa và tin. The reason why the word of God is written is so that we can see the glory of God and believe. Trong dân đoạn 11 câu 40 nó này Đức Chúa Sư lại bảo rằng ta đã chẳng nói với cái con rằng với con rằng nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Chúa sao? Như vậy làm sao để chúng ta thấy được vinh quang của Chúa để rồi chúng ta trải nghiệm được quyền năng và tình yêu của Ngài? Các môn đồ ngày xưa thì có Chúa ở đó Chúa làm phép lạ, là Chúa giảng dạy Cho nên họ nhìn thấy được Chúa Họ cảm được cái tình yêu của Chúa Còn chúng ta làm sao để chúng ta Thấy được vinh quang của Chúa Chúng ta thấy rõ được vinh quang của Chúa Qua lời của Chúa Chúa nói như thế này Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng phước cho những người không thấy ta mà tin. Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed. Đức Chúa Giêsu còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ mà không ghi chép trong sách này. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples which are not written in this book. Nhưng các việc này đã được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ con núi chúa trời và để khi anh em tin thì giờ nhanh dài mà được sự sống. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Ai có nhiều người không có thấy chúa nhưng mà chúa nói là phước cho người nào không thấy mà tin. A lot of people do not see Jesus, but Jesus said, blessed are those who do not see and believe. Mà cái mục đích lời của chúa được viết xuống là để làm gì? để chúng ta tin, chúng ta thấy được vinh quang của Chúa ở trong lời của Ngài để rồi chúng ta tin. So that we believe, we see the glory of God in his word and therefore we believe. Như thế sự sống đời đời đến qua đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. So <laughs> eternal life comes through faith in the Lord Jesus Christ. Và tin là khi chúng ta đọc hoặc nghe được lời của Chúa. And we believe when we read and hear the word of God. Những điều đã được viết ra là cái cửa sổ để chúng ta có thể thấy được và trong, trong lòng của Chúa đó dành cho chúng ta. Things are like a window that is open so that we can see what is that's written down in our hearts. Một cái kính cửa sổ mà cái bức màn đã vén ra rồi mà chúng ta có thể nhìn thấy được ánh sáng ở trong căn nhà đó. Khi quý vị đọc kinh thánh thì đó là cái cửa để quý vị nhìn thấy được sự vinh quang của Chúa. Đức Tin Linh hướng dẫn cái sự kỹ thuật của các sứ đồ với mục đích rõ rệt là làm cho vinh quang của Đấng Christ được tỏ rõ. The Holy Spirit guide and inspire the disciples so that they can write down and see the glory of God. Và Chúa Giêsu đã hàm ý nói điều đó ở trong gian đoạn 16 câu 13 14. And Jesus referred to this in John 16:13 to 14. Chúa nói rằng khi thần chân lý đến, Ngài sẽ tôn vinh ta vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về ta mà công bố cho cả con. Jesus said, when the spirit of truth comes, he will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. Khi chúng ta học kinh thánh, when we study the Bible, khi chúng ta nghiên cứu lời của Chúa, when we study and examine the word of God, tốn công sức để mà tìm hiểu từng lời từng chữ, and when we spend effort to understand each word, phân tích văn phạm cách thành văn, And just really study each part. We study the context, the history of it. And we look at the uh, summary or the conclusion in the Word of God. But if we don't see the glory of God, chỉ là tốn công it. then it is a waste of time. Quý vị đồng ý không? quý. Nếu mà chúng ta ngồi đó chúng ta đọc hết rồi chúng ta không có thấy được vinh quang của Chúa thì thôi, cũng cũng như bằng không. If you just sit there and read the whole passage and then don't see the glory of God, then it is a waste. Như vậy là cái lý do mà chúng ta đọc kinh thánh. So the reason that we study the word of God and La read it. Là để chúng ta thấy được vinh quang của Chúa. So that we can see the glory of God. Thấy rõ được vinh quang của Ngài. See clearly His glory. Và lý do thứ hai chúng ta đọc kinh thánh là để thưởng thức vinh quang của Chúa. And the second reason is that we can savor the glory of God or enjoy the glory of God. Sứ đồ Phaolô truyền cho chúng ta phải có sự ham muốn mạnh mẽ đối với lời của Chúa. The Apostle Paul Or tells us that we are to savor or desire the word of God. Vì trong lời của Chúa mà chúng ta nếm được sự tốt lành của Ngài. For it is in the word of God that we taste the goodness of God. Qua cái qua kinh thánh chúng ta cảm được cái sự khoái lạc ở trong vinh quang của Chúa và trong lòng nhân từ của Ngài. Through the word of God we can see the enjoyment in the word of God and see his glory. Mà đây là một cái mệnh lệnh And this is a commandment. Một cái điều mà chúng ta được buộc phải làm. This is something that we have to do. Chúa muốn chúng ta thưởng thức Chúa cho nên Chúa bảo chúng ta phải làm điều này. God wants us to enjoy him so that's why he said we have to do this. Lời của Chúa qua Phi-e-rơ, cái chết trong Phi-e-rơ nhất đoạn một câu 23 đến đoạn hai câu thứ ba. chép như thế này, anh em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. In 1 Peter 1, 23 to 23 Since you have been born again not of perishable seed but of imperishable through the living and abiding word of God. Vì mọi xác thịt giống như cỏ, mọi và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng. For all For all flesh is like grass and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls. Những lời Đức Chúa Trời tồn tại đời đời đó là tin lành đã được công bố cho anh em. But the word of the Lord remains forever and this word is the good news that was preached to you. Anh em hãy khao khát sự thiên liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Like newborn infants long for this pure spiritual milk that by it you may grow up into salvation if indeed you have tasted that the Lord is good. Và chúng ta theo dõi cái tư tưởng ở trong phân đoạn kinh thánh này. So let's think, uh, follow the the mindset of this. Trước hết là lời Chúa nhắc nhở rằng chúng ta được tái sinh bởi lời của Chúa. The word of God first tells us that we are need to be born again by the word of God. Lời bền vững và hằng sống của Đức Chúa Trời. The uh, uh, the living and ever changing word of God. I'm sorry. The living and firm word of God. Rồi sứ đồ Phêrô cho thấy rằng lời đem lại sự tái sanh cho quý vị chính là tin lành đã công bố cho quý vị trong câu 25 phần B. And the word of God that brings the salvation is the word of God. Rồi Thánh Linh truyền lệnh cho quý vị qua sứ đồ Phêrô rằng quý vị phải làm gì? And the Spirit of God tells us through Peter that what we are we supposed to do? Quý vị cho tôi biết. Please let me know. Chúa bảo chúng ta phải làm gì? The Lord tells us what we are to do. Phải. Đúng rồi. Khao khát sữa thiên liêng thường khiến. We are to desire the spiritual milk. À, trong uh, câu 23 đó là chúng ta là em bé mới vừa lọt lòng đúng không? In verse 23, we are newborn babes. Bây giờ chúng ta là em bé đang khát sữa. And now we are newborn babes that are uh, thirsting for milk. Nói đây là bà, hãy khao khát sữa như em bé. So it says, long for the pure spiritual milk like newborn infants. Em bé thuộc linh được sinh ra bởi lời của Chúa. Spiritual infants are born by the word of God. Bây giờ cái đứa bé uh, sơ sinh này thì được bảo là hãy khao khát sữa thiên liêng thuần khiết. Now this newborn infant is said that they are to long for this pure spiritual milk. Vì cái sữa đây là gì? So what is milk here? À chúng ta dễ dàng cái kết luận sữa của... đây chính yes, là lời của Chúa. That. Yes, it's the word of God. Nhưng mà đây không phải đơn thuần là lời Chúa mà thôi. But it's not just the word of God. Vì sau khi ngay sau khi ông bảo rằng chúng ta hãy khao khát um, sữa thiên liêng thuần khiết. Because right after he said that, long for this pure spiritual milk. Thì ông nói rằng nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Then he said, if indeed you have tasted that the Lord is good. Nếu mà sữa đây á, là lời của Chúa thì ông sẽ nói là anh em sẽ nếm biết lời của Chúa là ngọt ngào. If the milk here is talking about the word of God, then he would say that yes, the word of God is sweet, sweet and good. Mà ông nói là nếu biết Chúa là ngọt ngào. But it says here that have tasted that the Lord is good. Cho nên chúng ta đọc lời của Chúa. So when we read the word of God, không phải là chúng ta chỉ được nghe cái tiếng của Chúa. It's not just to hear the word of God. Nhưng mà chúng ta gặp được chính Chúa. But we We, God himself. Chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. We experience his love. Chúng ta từng trải được quyền năng của we Chúa. experience his power. Quyền năng biến đổi the power of transformation. Quyền năng cứu rỗi. The power of salvation. Tình yêu hy sinh. The sacrificial love. Tình yêu cứu giúp. The helping. Cho nên love. chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta gặp được chính Chúa. So when we come to the word of God, we meet him. Chúng ta nếm được Chúa là ngọt. We taste how good God is. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng thương xót và nhân từ lớn lao. that God is a merciful, mighty, powerful God. Đã ban cho chúng ta được hiện hữu nhờ sự tái sinh. Who has given us existence and by the rebirth. Và Ngài cho chúng ta trải nghiệm được sự tốt lành của Ngài qua lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. And he allows us to experience his goodness through the living word, his living word. Thế, thế, thì nhờ lời này mà chúng ta nếm được sự tốt lành của Đức Chúa Trời. it is by word that we taste the goodness of God. Và cũng nhờ lời đó mà chúng ta được lớn lên ở trong sự cứu rỗi. Không phải chỉ có một lần chúng ta đến với Chúa thôi. So it's not just one time that we come to Christ. Nhưng mà chúng ta tiếp tục đến với Chúa. But we continually come to Christ. Cái ngày mà chúng ta quỳ gối xuống để cầu nguyện tin nhận Chúa. The day that we kneel down to accept Jesus into our lives. Chúng ta đã tiếp nhận lời của Chúa. We have received his word. Chúng ta tiếp nhận chính Chúa. We received himself. Nhưng mà rồi giống như em bé cần được uống sữa. But it's like infant who needs Mỗi ngày chúng ta cần đọc lời của Chúa. Every day we need to read the word of God. Khao khát lời của Chúa. Long for it. Khao khát sữa thiên liên Desire The spiritual milk that's và chúng ta mỗi người cần tạo cho mình một cái kỷ luật ở trong việc đọc kinh thánh. And each of us has to have discipline in reading the word of God. Quý vị có cái kỷ luật đó không? Do you have that discipline? Quý vị có một bị riêng một cái thời giờ để mà đọc lời của Chúa hàng ngày không? Do you set aside a time specifically for the word of God each day? Nhưng mà hơn điều đó, Nhưng chúng ta cần có sự khao khát lời của Chúa. We need to have a longing desire for the word of God. Đói khát lời của Chúa. To thirst and hunger for it. Thèm muốn lời của Chúa. To so want and desire it. Ham thích lời của Chúa. To enjoy his word. Đây là cái ngôn ngữ của cái sự thưởng thức phải không quý vị? This is the language of enjoyment, right? Và điều mà chúng ta thưởng thức là cái giá trị vô hạn và vẻ đẹp tuyệt đối của Chúa như được bày tỏ trong lời của Ngài. And what we enjoy is the value of God in His Word. Vì thế sư đồ Phaolô bảo chúng ta phải đọc kinh thánh không chỉ để có được kiến thức về các lẽ đạo. Therefore, the Apostle Paul wants us to uh, read the Word of God, not just have the knowledge of the Word of God. Không phải chỉ để nhận được sự hướng dẫn cho cuộc sống. Not to have only guidance for life. Nhưng để nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va là tốt đẹp dường bao. But to taste how good Jehovah God is. Chúa muốn chúng ta trải nghiệm lời của Chúa một cách mà chúng ta đi từ cái chỗ thử nghiệm testing đến cái chỗ nếm trải experience. us to go from testing to experiencing him. Từ cái chỗ hiểu biết đến cái chỗ yêu mến. From the point of knowledge and understanding to the point of loving him. Từ cái chỗ tín lý đến cái chỗ khoái lạc. From doctrine to enjoyment and, and just passion for him. Từ cái chỗ thấy rõ đến cái chỗ thưởng thức. From seeing clearly to the point of enjoying it. Chúng ta thưởng thức vinh quang của Chúa khi sự nhân từ tốt lành của Chúa khiến chúng ta yêu mến Ngài một cách tha thiết và lòng tràn ngập niềm vui rạng người khôn tả. He wants us it's a lot. <laughs> um, to through his word God wants us to chúng ta yêu mến Ngài tha thiết. To love him uh, intimately with all our hearts. Và Lòng tràn ngập niềm vui rạng ngời khôn tả. And our hearts are filled with joy that is beyond um, expression. expression. Như trong rơi nhất đoạn một câu 8 của 9. As in 1 Peter 1, 8 and 9. Dù chưa thấy Ngài. Though you have not seen him. Anh em vẫn yêu mến Ngài. You love him. Dù chưa gặp Ngài. Though do you not see him. so, so see him. tin Ngài. You believe in him. Và hân hoan trong niềm vui rạng ngời khôn tả. And rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Như vậy, chúng ta đọc Kinh Thánh mục đích thứ nhất là chúng ta muốn thấy rõ vinh quang của Chúa. Therefore, when we read the word of God, the first reason, the first purpose is to see the glory of God. Thứ hai là chúng ta thưởng thức vinh quang của Chúa. secondly is to enjoy his glory. Và thứ ba là để chúng ta được thánh hóa bởi lời của Chúa. And thirdly is to be sanctified by the word of God. kinh thánh này, đoạn kinh thánh rõ rệt nhất về vấn đề này mà chúng ta đã xem qua. This passage is very like what we have seen. Đó là trong uh, tô nhì đoạn 3 câu 18 trở đi. on. Đoạn này hơi dài nhưng mà xin mời quý vị cùng theo dõi Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa Được biến đổi để trở nên giống như hình ảnh của Ngài Từ vinh quang đến vinh quang vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh Thế thì bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời chúng tôi nhận được chức vụ này nên chúng tôi không nản lòng Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. Chúng tôi khước từ những việc làm mờ ám và đáng xấu hổ. but we renounce disgraceful, underhanded ways. Chúng tôi không dùng sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời Đức Chúa Trời. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word. Trái lại, khi thẳng thắn tỏ bày chân lý, chúng tôi để lương tâm của mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. by the open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Nếu tin lành của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Thần của đời này làm mù loài tâm trí của những người vô tín để họ không thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà rao giảng đức Chúa Giêsu Christ là Chúa. và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Giêsu. bởi vì bởi Đức Chúa trời là đấng phán rằng ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối Let light shine out of đã soi sáng lòng chúng tôi và ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Chúa trời trên gương mặt của Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị để ý câu đó. Pay attention to this verse. Đã soi sáng lòng tôi ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa trời. Has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ở đâu? trên gương mặt của Chúa Giêsu. On the face of Jesus Christ. Thấy được vinh quang của Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu. To chúng, chúng ta thấy có cái hai cái sự liên kết giữa mm. câu um, câu 18 của đoạn 3 và um, câu 6 của đoạn 4. So we see a relationship here between um, verse 8 of chapter and verse 6 of chapter 4. Khi chúng ta chia um, đoạn kinh thánh ra, When we divide the Bible up. nhiều khi chúng ta không có thấy được cái sự liên kết của lời của Chúa. Sometimes we don't see the connection in the word of God. Nhiều cái sự kết nối ở đây chúng ta thấy rõ khi chúng ta đọc hai câu này. But we see the connection between these two when we read these verses. Câu này nói câu 18 của đồng ba nói là tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. In verse 18 and we all with unveiled face beholding glory of the Lord. Được biến đổi trở nên giống như hình ảnh của Ngài. Are being transformed the same image from từ vinh quang đến vinh quang. one degree of glory to another. Vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. For this comes from the Lord who is the Spirit. Rồi chúng ta đi qua câu uh, 6 của đoạn 4. And we go to chapter 4 verse 6. rằng ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối. For God who said, let light shine out of darkness. phán như vậy thì soi sáng lòng chúng ta ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt của Chúa Giêsu. Has in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Quý vị thấy không? cái việc mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa khi nói ở trong đoạn 3 câu 18. So in verse 18 of chapter 3 says that when we enjoy and see the glory of God the Vì có một cái phép lạ xảy ra ở trong câu thứ 6 của đoạn 4. There is a miracle in verse 6 of chapter 4. Tất cả quyền năng của Đức Chúa Trời All of God's power đã được sử dụng để làm cho ánh sáng của Chúa to make the glory of God Chiếu rồi trong chúng ta. Để chúng ta có thể thấy được vinh quang của Chúa. Nếu Chúa không làm điều đó, nếu Chúa không ban cái phép lạ đó, thì chúng ta không thể nào chiêm ngưỡng được vinh quang của Chúa Và trong câu 4 cho nó rằng Satan làm là mù mắt verse 4, it says that devil their eyes. Của những người không tin để không thấy được ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ. Of those who do not believe to see the glory of God. Người ta đọc kinh thánh. When people read the Bible, nhưng mà họ không thấy được vinh quang. Của They Chúa. don't see the glory of God. Họ chán lắm. They are bored. Họ muốn làm cái gì khác hơn. They want to do something else. Thay vì đọc lời của Chúa. Rather than read the word of God. Chúa làm phép lạ là ở tại Jesus performed a miracle at Cana. Chúa bày tỏ ra quyền năng vinh quang của Chúa. his power. Nhưng mà những người đó không có thấy được vinh quang. But the people in did not see the glory of God. Mà các môn đồ thì thấy. But the disciples saw Và họ tin ngài. And they believe him. Ai có tai hãy nghe. Whoever has ears, let him hear. Trong Matthew, Chúa nói là có những người có mắt mà không thấy. In Matthew, Jesus said that those who have eyes do not see. Họ xem mà chẳng thấy. They see but they don't see, really see. không? See mà See but not see, thấy mà không thấy. To see but not see. Và Chúa phán rằng phải có ánh sáng chiếu rọi trong lòng chúng ta. And Jesus said there has to be the light that shines in our hearts. Đây là cái kết quả của việc mà Chúa hành động ở trong chúng ta. This is the result of God working in us. Chúa mở mắt lòng của chúng ta để He chúng ta thấy rõ được vinh quang của so Ngài. So that we can see His glory. Đây là cái con mắt lòng. This is the eye of the heart. Chúng ta phải nhìn bằng cái con mắt lòng. We need to see by the eyes of the heart. Ephesians đoạn 1 uh, câu 18 19. In Ephesians 1 and 9, 18 and 19. Um, xin lỗi tôi không có chép uh, ở đây. Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em để anh em biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài cho các thánh đồ là thế nào và đâu là quyền năng vĩ đại không do lượng được của Ngài đối với chúng ta là những người tin theo sự tác động của quyền năng sư việt của Ngài. Ở đây nói đến Chúa, nói đến cái con mắt lòng của anh em. Here, the eye of the heart. Yeah, Chúa soi sáng con mắt lòng của anh em. Jesus, uh, in the eyes Như vậy of chúng ta phải cầu xin Chúa soi sáng mắt lòng của con. So let us pray that the Lord will shine Để con thấy được sự lạ lùng trước luật pháp của Chúa. Trở lại với lại Corinto nhì đoạn 3 câu 18. Go back to 2 Corinthians 13:8. Ở đây nói rằng chúng ta chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Here it says that we behold the glory of God. Chiêm ngưỡng là sao? What does it mean to behold? Là ngắm. That is to really ponder or look upon. À, quý vị à, bà mẹ à, ẩm à, thức con à, ngắm cái khuôn mặt của nó a mother holds a baby in his, her arms and look at his face. Thấy nó dễ thương lắm hả? And see that it's very cute. À, rồi uh, chúng ta ngắm mặt trời mọc. And we see the sun uh, rồi, rise. Chúng ta ngắm mặt trời lặn. We see the sunset. Có những người thì thích ngắm trăng. Some people like to look at the stars. Cái chuyện, uh, chim ngưỡng đây là xem xét một cách cẩn thận. The word behold here is to really look at it in detail. Nhưng mà còn thưởng thức nữa nữa. And also enjoy it. Như như chúng ta thấy một cái bông đẹp chúng ta ngắm bông. When we look at a flower is beautiful, we 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 behold it. Chúng ta không phải chỉ thấy nó thôi. We don't just look in passing. Nhưng mà chúng ta nhìn cái vẻ đẹp của nó. But we see the beauty in it. Chúng ta ngắm vinh quang của Chúa là như vậy. When we see the glory of the Lord the same way. Là chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của Chúa. We see the beauty of the Lord. Chúng, chúng ta thấy, thấy được cái sự tốt lành của, chúng 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 của Chúa. We see the goodness of the Lord. Đó là ngắm. That is to behold. Um, thấy cảnh mặt trời lặn và ngắm cảnh mặt trời lặn là hai việc khác nhau. To see a sunset and to behold a sunset is two different things. Một người uh, nhóm người đi trên một chiếc xe. A group of people in the car và có một người nói có oh, kìa mặt trời lặn đẹp quá and someone say oh look how beautiful the sunset is. rồi mọi người trườn qua cửa sổ bên, bên đó để mà nhìn and everybody looks on that side to look để mặt trời lặn đẹp như thế nào uh, how beautiful the sunset is. nhưng mà cái ông tài xế but the driver thì không dám ngắm dare look over there right chỉ nhìn sơ qua một cái thôi uh, just glance at it ờ uh, đẹp thiệt nhưng mà không có được yes. dám nhìn yes, it's beautiful but doesn't have the time to look at it uh, à thấy khác mà yes, ngắm là khác yes to see it but to behold it is different Chúa bảo chúng ta không phải chỉ thấy được vinh quang của Chúa. Nhưng mà chúng ta phải chiêm ngưỡng vinh quang. But we Tận hưởng nó. To Tận hưởng lời của Chúa. Chính cái sự mà chiêm ngưỡng mới đem lại được sự thánh hóa trong đời sống của chúng ta. That brings about transformation in our lives. nếu mà chúng ta chỉ thấy vinh quang của Chúa mà thôi, if we only see the glory of God, thì chưa có cái sự thánh hóa trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta nếm biết Chúa và chúng ta ngắm xem Chúa, chúng ta tận hưởng Chúa, chúng ta sung sướng ở trong tình yêu của Chúa, chúng ta vui mừng ở trong quyền năng của Chúa. Khi chúng ta đáp lại với cái xúc cảm của chúng ta Thì lúc đó chúng ta mới được biến hóa Only when we behold the Lord and His glory Then we will be transformed Chúng ta thấy Hiểu biết là trong tâm trí của chúng ta When we just see and know it is only in our mind. Và khi chúng ta chiêm ngưỡng là ở trong cái tấm lòng của chúng ta. But when we hold it is in our hearts. Và khi chúng ta được biến đổi là cả cuộc đời của chúng ta. And when we are transformed it is our entire life that we are transformed. Nhưng mà tại sao Chúa muốn chúng ta được biến đổi cho nên giống Chúa? But why does God want us to be transformed to be like Jesus? Là để bày tỏ ra sự vinh quang của Ngài. To show forth his glory. Để chúng ta thờ phượng Chúa vinh quang. So that we worship the glorious God. Người chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. The one who beholds God's glory. Thưởng thức vẻ đẹp của ân sủng Chúa. Enjoy the goodness of his grace. Kinh nghiệm được lòng nhân từ của Chúa. Experience his kindness. Thỏa mãn ở trong cái sự lớn lao và tốt lành của Chúa. But satisfied in his goodness đó là người thờ phần Chúa. Khi quý vị càng được thỏa mãn ở trong Chúa, thì Chúa lại càng được vinh hiển. Và tại sao Chúa cho chúng ta thấy rõ vinh quang của Chúa? Tại sao Chúa cho chúng ta? tận hưởng được vinh quang của Ngài. Why does he allow us to enjoy his glory? Tại sao Chúa cho chúng ta được thánh hóa được để chúng ta được biến đổi từ vinh quang đến vinh quang? Why are we transformed, sanctified from glory to glory? Đó là để chúng ta đem vinh quang về cho Ngài. So that we can bring glory to the Lord. Thi thiên 29 câu 1 câu 2. In Psalm 29 verse 1 to 2. hỡi con cái của Chúa Trời hãy tôn dâu và vinh hiển và quyền năng. Says ascribe to the Lord or heavenly being, ascribe to the Lord glory and strength. Hãy tôn Đức hô Va vinh hiển xứng đáng với danh Ngài. Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô Va. to the Lord the glory His name. Worship the Lord in the splendor of holiness. Tôi xin lặp lại. And I would like to repeat. Chúa cứu chúng ta. The Lord saved us. Thánh hóa chúng ta. Sanctified us. Biến đổi chúng ta nên giống Chúa Giê-su. And made us to become like Christ. Để chúng ta tôn vinh và ca ngợi Chúa. So that we can glorify and praise Him. À, Sư Đồ nói như thế này.

Filled with the spirit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So, do you see, everything is for the glory of God. Cuộc sống của chúng ta là vì vinh quang của Chúa. Our lives are for the glory of God. Nó liên kết chặt chẽ kế với sự vinh quang của Chúa. It is connected so closely to the glory of God. Nhờ vinh quang của Chúa qua lời của Ngài mà chúng ta được biến đổi. It is through the glory of God, through His Word, that we are transformed. Và qua cuộc đời được biến đổi, chúng ta làm vinh hiển danh Chúa. And it is through the transformed lives that we glorify God. Chúng ta vui mừng ở trong vinh quang của Chúa. We rejoice in the glory of God. Thì chúng ta thốt lên tiếng chúc tụng tôn vinh Ngài. Then we will lift forth Words of praise to him. Cái đó là một cái tự nhiên. That is just natural. Cái việc mà tôn vinh chúc tụng đó nó làm trọn cái sự thưởng thức của chúng ta. To glorify and exalt the Lord is just complete our enjoyment. Chúng ta thấy cảnh mặt trời lặn đẹp quá. When we see a beautiful sunset. Và chúng ta buộc miệng kêu lên rồi, oh mặt trời lặn đẹp quá. And our mouth just opened up and say, oh what a beautiful sunset. Thì chúng ta ăn một một món ăn tuyệt vời rất ngon. When we eat a Uh, uh, tasty dish. Thì giống như anh bạn tôi nói là ngon cực kỳ. And my my friend was saying it's uh, it taste great. Yeah. Amazing. Yeah. Đây cái sự mà ca tụng đó nó làm cho cái sự thưởng thức của chúng ta được trọn vẹn. So that praise completes our enjoyment. Chúng ta hát lên ca ngợi Chúa. When we sing praises to the Lord. Vì chúng ta đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. It's because we have experienced love. Vì chúng ta đã cảm được cái sự nhân từ của Chúa. We have tasted and experienced His goodness and kindness. Và chúng ta sung sướng vì được Chúa tha thứ, thương nhận. And we are so happy because we have been accepted and loved by Christ. Vì ân sủng của Chúa đã phủ lúc ở trên chúng ta. Because His grace has covered us. Cho nên chúng ta hát lên để ca ngợi Chúa. Therefore, we sing songs in praise to Him. Nó đến từ cái tấm lòng biết ơn. It comes from a grateful heart. Nó đến từ cái tấm lòng chim ngưỡng chúa, chim bái chúa it comes from a heart that God. Thưa quý vị nếu mà một người vừa cứ thấy người ta đem ra một cái tô phở mà chưa có ăn gì hết and haven't eaten it yet, mà đã khen rồi ồ phở ngon quá and already praise, oh, so good. quý vị nói sao xạo phải không what would you say you don't know nếu chúng ta không có kinh nghiệm được tình yêu của Chúa Nếu chúng ta không trải nghiệm được quyền năng biến đổi của Chúa Thì làm sao để chúng ta có thể thờ phượng Chúa then Chúng ta có thể hát Nhưng mà không có từ tấm lòng Chúng ta có thể hát Nhưng mà không phải xuất phát từ đời sống kinh nghiệm được Chúa Chúng ta cần Chúa We need God. Đáp ứng của chúng ta đã được nói đến ở trong Roma đoạn 12 câu 1. Our response is spoken of in Romans 12, là, Vậy thưa anh em bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Says, I appeal to you therefore, brothers, by the, mercies of God. Of God. Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. By the mercies of God. Tức là anh em ơi, anh em đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. In other words, brothers, you have experienced the power of God. Chúa đã chết thay cho anh em. And the love of God, he has died for you. Chúa đã thánh hóa cuộc đời của anh em. He has your life. Chúa đã tiếp nhận anh em làm con của Ngài. He has accepted you as his children. Anh em đã kinh nghiệm được Chúa. You have experienced the Lord. Anh em đã nếm được nếm biết được Chúa là ngọt ngào. You have tasted his goodness. Anh em đã đến với Chúa và được sung sướng ở trong tình yêu của Ngài. You have come to the Lord and enjoyed him. Thì bây giờ tôi nài xin anh em dân thân thể mình làm sinh tế sống thánh khiết và đẹp lòng đối chúa trời đó là sự thờ phượng phải lệ của anh em một khi chúng ta đã thấy rõ được vinh quang của chúa trong lời của Ngài. và chúng ta thưởng thức vinh quang của Chúa trong kinh nghiệm của mình. And we enjoy his glory in our experience. Và cuộc đời của chúng ta được Chúa thánh hóa, biến đổi. And our lives has been transformed and sanctified, sanctified by him. Từ vinh quang đến vinh quang. From one degree of glory to the next degree. Thì bây giờ chúng ta phản chiếu vinh quang đó qua sự thờ phượng Chúa. So now we reflect that glory through worshiping God. Nam Quốc Trung. Nam Quốc Trung. Đã đến lấy lời của Chúa. Came to God's word thấy rõ được vinh quang của Chúa, saw the glory of God, tận hưởng vinh quang của Chúa, enjoy the glory of God, được biến đổi vinh quang của Chúa, transformed by the glory of God, và bây giờ dân trọn cuộc đời để làm vinh hiển danh Chúa. And now his entire life to, to, for the glory of God. Đó là lý do mà chúng ta đọc lời của Chúa. That is the reason why we read the word of God. Quý vị thấy thích thú với lời của Chúa Do you enjoy God's word? Quý vị có muốn để thì giờ hàng ngày để đọc lời của Do Chúa you want to spend each day to read his word? Bây giờ tôi sẽ chỉ cho quý vị cái cách để mà đọc lời của Chúa. Now I'd like to share with you how The method of reading the Bible. Ở phía sau tôi có để cái tờ giấy này. We I have this paper in the back. Một lát nữa quý vị oh. lấy cho là có ai phát lại dùng cũng được mời mời hai vị. Yeah. Yeah. Nói về phương pháp uh, đọc kinh thánh. It's the method of reading the Bible. Um, Chúng ta đọc kinh thánh một cách siêu nhiên. Tại vì kinh thánh là một cuốn sách siêu nhiên. The Word of God is Cho nên chúng ta phải đọc kinh thánh một cách siêu nhiên. So we have to read the Bible Bởi cái lý do riêng cái, cái trí óc riêng của chúng ta chúng ta không thể hiểu được lời của Chúa. By our mind, we the Word of God. Cho nên uh, sáng hôm nay tôi chia sẻ với quý vị năm điểm mà tôi uh, uh, thích uh, uh, ứng từ cái uh, một cái tài liệu của John Piper.

Chúng ta phải ý thừa nhận rằng chúng ta hoàn toàn bất lực không làm được việc đó. So number one is we have to admit that we are totally hopeless and powerless and we can I'm not hopeless, but we are powerless and we cannot do it on our own. Giăng đoạn 15 câu 5 Chúa nói rằng ngoài ta các con không làm gì được. John 15:5 I Jesus said that apart from me you can do nothing. Và quý vị để ý ở trong uh, phi rơ nhất đoạn hai câu 2. And in first Peter 2:2 thì nói rằng anh em hãy khao khát sửa thiên liên thuần khiết như trẻ sơ sinh. It says like newborn infants long for the pure spiritual milk. Chúa Peter bảo chúng ta phải khao khát sữa của lời Chúa như trẻ sơ sinh. The Apostle Peter tells us that we are to long for the pure spiritual milk like newborn infants. Và cái sự so sánh đó không chỉ nói đến cái sự ao ước, khao khát mãnh liệt. And that um, comparison is not just talking about the longing nhưng mà cũng nói đến cái việc chúng ta phải cần Chúa Thánh Linh soi sáng thì chúng ta mới hiểu được lời của Chúa. Giống như một em bé cần người khác cung ứng thì nó mới có sữa. Like an infant needs the mother to provide the milk, then he can the milk. Chúng ta đói bụng. We are hungry. Thì chúng ta bò xuống bếp. We crawl down to the kitchen. Và lục tủ lạnh. And look into the Thì chúng ta có thức ăn. And we have food. Em bé đói bụng. The baby nó nằm đó. he lies there. Và nó khóc. And cries. nó <laughs> chỉ kêu lên rồi có sao mẹ lật đật chạy đi lấy sữa quậy sữa đem tới cho nó bú. All the baby does is cry out and then the mom comes and gives milk. À, em bé nó không làm gì được để mà đáp ứng cái nhu cầu của nó. So the baby cannot do anything to to meet its needs. Cái việc duy nhất mà nó có thể làm. The only thing that he can do. Là khóc. Is cry. Thế thôi. That's it. Nó không khóc mẹ nó không biết. It ở đây nói là chúng ta như em bé sơ sinh. So it that we are like newborn infants. Hãy lời của Chúa. Long for the pure spiritual milk. Nhưng mà nhận biết rằng mình không thể nào làm gì để mà có thể thấy được vinh quang của Chúa. we have to admit that we cannot do anything so that we can Chúa see God. phải soi sáng lòng của chúng ta thì chúng ta mới thấy được vinh quang của Chúa. has to reveal Himself to our hearts so that we can see His glory. Và đó đưa đến cái điểm thứ hai là chúng ta phải thỉnh cầu. And the second thing is that we have to have prayer. Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta thấy được vinh quang của Chúa. We have to pray to the point where God tận hưởng được vinh quang của chúa và được thánh hóa theo vinh quang của ngài xin chúa mở mắt con để con thấy được sự điều kỳ trong luật pháp của Chúa. Đây là cái lời cầu nguyện chúng ta. Khi mỗi lần khi chúng ta đến lời của Chúa, nhận biết rằng mình bất lực, không thể nào hiểu lời của Chúa. Bây giờ điểm thứ ba, thứ hai là chúng ta phải xin Chúa mở mắt chúng ta để thấy được sự vinh quang của Chúa. Như em bé khát sữa thì khóc, chúng ta khao khát được thấy vinh quang của Chúa thì chúng ta phải cầu nguyện với Chúa. As an infant desires milk, we cry. We need to call out on the Lord when we want to, uh, when we are hungry for His word. Và em bé nó biết là chắc chắn mẹ nó đem sữa cho nó thôi. And the baby knows for sure that the mom will bring milk, right? Yeah. À, thì cũng vậy là chúng ta khi chúng ta kêu lên Chúa ơi, xin mở mắt con để con thấy được sự lạ lùng của Chúa. So the same way we cry and say, Lord, open my eyes so I can see the amazing thì things in your word. Thì chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ mở mắt chúng ta. Then we trust that God will open our eyes. Vì Chúa hứa rằng hãy xin sẽ được. For He promised, ask and it will give. Seek and you will Hãy find. Cửa sẽ mở will be open to you. Và Chúa đã mở mắt, mở mắt chúng ta như Ngài đã mở trí cho các môn đồ trên đường Emês để hiểu được Kinh Thánh. And the Lord will open our eyes as He had opened the eyes of the disciples on the way to Emmaus. Và to. cái đến là chúng ta phải tìm hiểu lời của Chúa. And fourth is that we have to study the word of God. We have to act on it. Yeah. chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh. When we examine the word of God theo cái nguyên tắc văn phạm để có thể hiểu chính xác được lời của Chúa. Uh, literature. literature. Uh, Principles. we, we examine the word of God through the literature itself to know clearly the word of God. Có, một, những việc mà chúng ta phải làm. There is something that we must do. Và có những việc chỉ có Chúa làm. And there things that only God can do cái việc mà chúng ta phải làm what we must do chúng ta phải đọc một cách cẩn thận is we need to read the word of God nghiên very, cứu từng lời từng chữ and carefully rồi Chúa sẽ soi sáng and the Lord will shine để chúng ta hiểu lời của Chúa in our hearts so that we can understand His word Chúa hứa cho ông Abraham có một đứa con God promised Abraham that he a son nhưng mà Chúa không làm cho bà Sarah được thụ thai bởi thánh linh giống như là bà Mary but God did not conceive um, Uh, the babe in, in, in Sarah like Mary did. Nhưng mà hai ông bà phải ăn ở với nhau một cách bình thường thì mới có ra con được. But the two had to be together naturally to have a child. Nếu mà hai ông bà nói thôi để Chúa làm. If the two say, no, let God do it. Thì sẽ không bao giờ có đứa con. Then they're not have a son. Nhưng mà hai ông bà có sinh hoạt với nhau. The two were together. Mà Chúa không có làm phép lạ. God did not do a miracle. If God did not do a, a miracle, then there wouldn't be a son. A à, cái vị để ý câu này nói rằng Phaolô nói rằng tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. So pay attention to this verse. I planted Apollo's water, but God gave the growth. Nếu mà ông Phaolô không trồng, if Paul did not plant it, nếu ông Apollo không tưới, Apollo did not water, thì lấy đâu mà Chúa làm cho lớn lên? Then what does God use to give growth? Nếu mà chúng ta không có chịu nghiên cứu lời của Chúa một cách cẩn thận If the word Thì Chúa Tinh Linh không có soi sáng để chúng then ta the hiểu được lời của Chúa Mà hiểu được lời Chúa Chỉ là một bước mà thôi one step. Chúng ta phải từng trải lời của Chúa Ai có tai hãy nghe Không phải chỉ là nghe hiểu Not just to hear and Nhưng mà nghe và làm theo Rồi chúng ta Uh, đọc tiếp là sau khi Chúa đã làm điều đó cho chúng ta thì chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. And we continue, after that we, after God it for us we give thanks to Him. Tại sao? Why? Dù như chúng ta làm những điều gì cho con của chúng ta. Like when we do something for our children. Chúng ta muốn nó vô ơn không? Do we want them to be ungrateful? Chúng ta muốn con cái của mình biết ơn chứ. We, we want our children to be grateful, right? Mà những người biết ơn á, là những người có cái tâm lòng vui. And those who are grateful have a cheerful và khi chúng ta biết ơn thì chúng ta làm vinh danh cho cái người đã làm ơn cho chúng ta. one who Đúng vậy, Chúa làm ơn cho chúng ta và ai dâng lời cảm tạ thì tế lễ, làm tế lễ là tôn vinh Chúa. Truly sacrifice glorifies me. Chúa nói như vậy trong Thi Thiên 50 câu 23. In Psalm 50, Ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ là tôn vinh ta. The one who offers thanksgiving as a sacrifice glorifies me. Như vậy chúng ta đọc kinh thánh không phải là đọc một cách siêu nhiên mà thôi. So when we read the word of God, we don't just read it supernaturally only. Nhưng mà chúng ta phải đọc kinh thánh một cách tự nhiên. But we also have to read it naturally. Có hai câu hỏi ở đây. There are two questions here. Để đọc kinh thánh một cách tự nhiên. To read the Bible naturally. Câu hỏi thứ nhất để chúng ta tìm hiểu. The first of, uh, question is so that we can understand. Và câu hỏi thứ hai là để chúng ta áp dụng. And the second question is for application. Câu hỏi thứ nhất là tôi học được gì về vinh quang của Chúa? The interpretive question is what have I learned about the glory of God in this passage? Trong đoạn kinh thánh này. Rồi câu hỏi thứ hai là tôi quyết tâm nhờ cậy Chúa làm gì để phản chiếu vinh quang của Chúa như được bày tỏ trong đoạn Kinh Thánh này. The application question is what do I commit to do by God's strength to reflect the glory of God as shown in this passage. Thì khi mỗi khi chúng ta nhóm lại, chúng ta muốn được thấy vinh quang của Chúa. We want to see the glory of God. Khi chúng ta nhờ học với nhóm tình thân, when we gather to small groups, chúng ta muốn thấy được vinh quang của Chúa. We want to see the glory of God. Chúng ta học ở trong những cái lớp học ở tại trong trường, trường Chúa Nhật

Nhưng mà nó không dừng tại đó. But it doesn't stop there. Tại vì nếu chúng ta dừng tại đó cũng giống như ăn mà không nuốt. we don't stop there because it's like when eat you don't swallow. Hoặc nuốt mà không có tiêu hóa. Or when you swallow it doesn't digest. Nó không có gì cả. It has no benefits. mình học nguyên một cái bài. We study the whole lesson. Rồi chúng ta thấy được vinh quang của Chúa. We see the glory of God. ta vui mừng trong vinh quang của Chúa. And we rejoice in His glory. Rồi chúng ta nói là tôi sẽ quyết tâm làm điều này để bày tỏ vinh quang của Chúa. we say I am determined to do this. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết cứ nghĩ sao? But the important is what? mình phải thực hiện điều đó mình. Mình phải không? We have to apply it, right? Và không là chúng ta sẽ có nhiều kiến thức ở đây. In, Or else we just have a lot of knowledge. Mà không có được biến đổi nào cho hết trong cuộc sống của chúng ta. But we will not be transformed in our lives. Chúng ta không được biến đổi. We will not be transformed. Và Chúa không được vinh hiển. And Jesus will not, God will not be glorified. Tôi xin lướt qua rất nhanh những cái câu hỏi ở đây. I would like to share you really quickly these questions. Để tìm hiểu kinh thánh. To study the Word of God. To understand the word of God. Thì tôi đặt, đặt câu hỏi mà chúng ta đặt ra là tôi học được gì về vinh quang của Chúa? The is that, what have I learned about the glory of God Như được phản ánh qua bản tính, ý muốn và công việc của Chúa. That's reflected in his um, nature. Ở trong đoạn kinh thánh này. In this passage. Và có bốn điều mà chúng ta cần tìm hiểu. And there are four things that we need to study. Điều thứ nhất là chúng ta học được gì về Chúa? What do we learn about God? Um, chúng ta nghiên cứu cái đặc tính của Chúa look at his chứa. character, who he is. Là chúng ta nghiên cứu về công việc của Chúa. We look at what his conduct is. Thứ ba là chúng ta nghiên cứu về sự quan tâm của Chúa. Thirdly, we look at his concerns. Rồi chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta học được gì về người ta? And then we ask, what do we learn about people? Hãy nghiên cứu các phương diện của ý nghĩa của việc được tạo dựng trong hình ảnh của, của Chúa. What it means to be in God's image. Chúng ta được tạo dựng trong hình ảnh của Chúa thì giống Chúa ở điểm nào? How are we similar to God in what way? Và chúng, chúng ta created đã xa ngã ở điểm nào? And how have we fallen? Và chúng ta nghiên cứu cái cách mà chúng ta là con cái của Chúa phải sống. And look for how God's people should live. thứ hai, thứ nhất là That's học được về point. Chúa, thứ hai là học về người. First mà... we learn what about God, second about people. Và thứ ba là chúng ta học về cách liên hệ với Chúa. And third, how to to God. Chúng ta nghiên cứu những điều gì để mà tôn vinh và cảm tạ Chúa. We Ta nghiên cứu những tội để mà xưng ra và ăn năn từ We bỏ. We look Nghiên cứu những lời hứa và chân lý để tin cậy. and Và thứ tư là chúng ta học được gì về cái sự liên hệ của chúng ta với người khác. And fourth is what do we learn about relating to others? À, nghiên cứu cách mà chúng ta nên tương tác và đối xử với tha nhân. To study how we could relate to others and treat others, interact with them. Và thứ hai là nghiên cứu cách để mà chúng ta theo đuổi sự giải hòa với người khác. And look for ways to pursue reconciliations with others. Nếu quý vị có cái từ đó sửa lại giải hòa chứ không phải giải hóa. <laughs> và thứ đây là nghiên cứu cái cách thực tiễn để mà yêu thương, phục vụ và chăm sóc lẫn nhau. And then look for specific ways to love, serve, and care for others. Okay. Rồi sau khi chúng ta hiểu lời của Chúa, thì chúng ta phải áp dụng lời của Chúa. Then we need to apply God's word, right? Nấu ra rồi bây giờ phải ăn. After chăng? you cook, you have to eat. Okay. À, bây giờ có câu hỏi là tôi đã học. Um, uh, xin lỗi tôi sẽ. Uh, Quyết tâm nhờ cậy Chúa làm gì để phản chiếu vinh quang của Chúa? So the question is, what do I commit to do by God's strength to reflect the glory of God as shown in this passage? Chúa muốn tôi suy nghĩ hay là hiểu điều gì? What does God want me to think or understand? Chúa muốn tôi ao ước điều gì? What does God want me to desire? Chúa muốn tôi tin điều gì? What does God want me to believe in? Và chót là tớ muốn tôi làm điều gì? And what does God want me to do? Đó là cái cách để mà chúng ta có thể nghiên cứu lời của Chúa. This is how we can study the Word of God. What you put in is what you get out quý vị bỏ vô gì thì quý vị nhận ra cái đó. Nếu quý vị bỏ thì giờ để mà nghiên cứu lời của Chúa. you time to study the word of God. Thì quý vị sẽ nhận được phước hạnh từ nữa Chúa? Then you will receive blessings from the. Quý vị đừng cái quan cái tờ này. Nó đơn giản như thế. Nhưng mà rất là quý. But very quý vị hãy xếp nó lại. Fold it để ở trong cuốn kinh thánh. kinh thánh. Và khi quý vị đọc kinh thánh thì lấy nó ra để take mà sử dụng. Xin ta đến với Chúa thế trong sự cầu nguyện Cái này lời Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con câu lời của Ngài. Cho chúng con thấy rõ được mục đích của việc đọc Kinh Thánh, để chúng con thấy rõ được vinh quang của Chúa, để chúng con thưởng thức vinh quang đó, nếm trải vinh quang của Chúa, để chúng con được thánh hóa bởi vinh quang của Chúa và để chúng con được uh, bày tỏ ra uh, tôn vinh Chúa thờ phượng Chúa vì vinh quang của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con có tai để chúng con nghe và làm theo hầu chúng con được phước trong sự vâng lời chúng con tạ ơn Chúa chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Jesus Christ Amen